Vũ trụ ngày nay là một không gian rộng lớn và kỳ diệu, nơi ánh sáng từ hàng triệu ngôi sao vẫn tiếp tục lấp lánh, tạo nên những bức tranh tuyệt đẹp của các thiên hà đang vận động không ngừng. Những ngôi sao như những nhạc trường trong bản giao hưởng vĩ đại, sinh ra và chết đi, tái chế vật chất qua nhiều thế hệ, từ đó làm phong phú thêm những nguyên tố cấu thành sự sống và mọi thứ xung quanh chúng ta. Nhưng dòng chảy vĩ đại này không phải là vô hạn. Mỗi ngôi sao đều có tuổi thọ của nó, và cuối cùng, mọi thứ sẽ đi đến hồi kết. Vào một thời điểm nào đó trong tương lai xa, khi các ngôi sao đã cạn kiệt nguồn khí và năng lượng cần thiết để tạo ra thế hệ mới, vũ trụ sẽ dần trở nên tĩnh lặng. Những ngôi sao rực rỡ như mặt trời sẽ tàn lụi, biến thành những sao lùn khô cạn, chìm trong một màn đêm dài và lạnh lẽo. Trong khi mọi vật thể chìm dần vào bóng tối, những tàn tích của các ngôi sao đã qua đời sẽ cô đơn, trôi nổi trong khoảng không vô tận, tạo nên một khung cảnh u ám. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi ánh sáng cuối cùng của vũ trụ chốt tắt? Khi cái lạnh của sự tĩnh lặng bao trùm vạn vật, liệu có điều gì còn lại để chúng ta khám phá? Tôi là Kitten và bạn đang xem tại Kitten Explorer. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi đến giới hạn cuối cùng của thời gian để khám phá khoảnh khắc cuối cùng trong số phận vũ trụ. Hãy cùng tìm hiểu những gì sẽ diễn ra trong tương lai cuối cùng của vũ trụ. Vào khoảng 13,8 tỷ năm trước, trong một khoảnh khắc không thể tưởng tượng nổi, mọi thứ bắt đầu với sự kiện vĩ đại mà chúng ta gọi là Big Bang. Đó không chỉ là một vụ nổ thông thường, mà là một sự bùng nổ của không gian và thời gian, khi mọi thứ trong vũ trụ hiện tại được sinh ra từ một điểm kỳ diệu nhỏ bé, nóng bỏng và dày đặc. Trong tích tắc, không gian bắt đầu giãn nở, tạo ra một bối cảnh rộng lớn cho sự sống và sự phát triển. Trong những giây đầu tiên sau Big Bang, nhiệt độ cực cao đã tạo ra các phần tử cơ bản đầu tiên, proton và neutron, cùng những electron năng lượng. Những hạt này bắt đầu tương tác với nhau, tạo nên những cấu trúc phức tạp hơn. Khi vũ trụ bắt đầu nguôi đi, một cuộc cách mạng diễn ra. Các nguyên tử đầu tiên được hình thành, chủ yếu là hydrogen và helium, hai nguyên tố cơ bản mà mọi thứ trong vũ trụ sẽ được xây dựng từ chúng. Sau hàng triệu năm, những đám mây khí này tụ lại, hình thành nên những ngôi sao đầu tiên. Họ là những đứa trẻ của vũ trụ, bùng nổ sức sống và năng lượng, thắp sáng bầu trời tối tăm và tạo nên những ánh sáng rực rỡ. Những ngôi sao này không chỉ đơn thuần là những điểm sáng, mà còn là những lò phản ứng hạt nhân khổng lồ, sản xuất ra các nguyên tố mới qua các quá trình như phản ứng tổng hợp hạt nhân. Và như vậy, từ sự tĩnh lặng và lạnh lẽo ban đầu, vũ trụ đã bắt đầu cuộc hành trình tuyệt diệu của mình, nơi những nguyên tố đầu tiên được hình thành và cuộc sống mới được tạo ra. Những ngôi sao đầu tiên này không chỉ làm cho vũ trụ trở nên rực rỡ hơn, chúng cũng bắt đầu chu kỳ tái chế vật chất, cung cấp nền tảng cho sự hình thành các ngôi sao và hành tinh trong tương lai. Đó là khởi đầu của một câu chuyện dài đầy những điều kỳ diệu. Khi chúng ta nhìn lên bầu trời đêm, ánh sáng từ các ngôi sao xa xôi thực sự là dấu hiệu của những buổi tiệc lớn mà vũ trụ đã tổ chức trong quá khứ. Vậy, sau khi các ngôi sao này hình thành, những điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong sự phát triển của vũ trụ? Trong hàng triệu năm tiếp theo, những ngôi sao rực rỡ bắt đầu tiêu hao hết dần nguồn khí quý giá mà chúng được sinh ra. Nguyên tố hydro đóng vai trò là nhiên liệu chính cho các ngôi sao, đang dần bị đốt cháy trong các phản ứng hạt nhân, sản sinh năng lượng, ánh sáng và các nguyên tố nặng hơn như heli, carbon và oxy. Nhưng nguồn nhiên liệu này không phải là vô hạn. Khi những ngôi sao lớn cháy hết nhiên liệu, chúng cũng đi đến hồi kết. Một số sẽ trải qua những cái chết bị tráng dưới dạng siêu tân tinh, những vụ nổ cực mạnh, phát tán các nguyên tố nặng vào không gian, tạo cơ sở cho những ngôi sao thế hệ sau. Trong khi đó, các ngôi sao nhỏ hơn, như mặt trời, sẽ trải qua giai đoạn cuối yên bình hơn, dần bước vào giai đoạn giãn nở tối đa trước khi tan rã thành sao lùn trắng, những tàn tích sáng mở còn sót lại từ quá trình tiến hóa của ngôi sao. Tuy nhiên, trong suốt quá trình này, lượng khí vũ trụ, chủ yếu là hydro và heli, dần bị tiêu hao và không thể tái tạo ở mức độ cần thiết để duy trì sự sinh thành của ngôi sao mới. Các sao lùn trắng không trả lại nguyên liệu cho không gian mà chỉ tồn tại, mờ nhạt và lạnh lẽo. Theo thời gian, lượng hydro và heli tự do bị khóa lại, dần dần trong các sao lùn trắng và các thiên thể khác, làm cho quá trình hình thành sao mới trở nên hiếm hoi. Giả thuyết về trạng thái cân bằng sao cho rằng, khi vũ trụ đi vào thời kỳ này, nó sẽ rơi vào tình trạng gọi là cái chết của những ngôi sao. Một trạng thái mà các ngôi sao mới không còn được sinh ra, và vũ trụ chỉ còn lại những tàn tích của các ngôi sao đã tàn lụi. Theo thời gian, năng lượng trong các tàn tích này sẽ dần phân rã và mất đi, đánh dấu sự chuyển đổi của vũ trụ từ một không gian năng động sang một không gian tĩnh lặng, nơi mọi thứ chỉ còn lại sự trống trải và lạnh lẽo. Khi tất cả các ngôi sao đã ngừng tỏa sáng, vũ trụ sẽ chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối, nơi chỉ còn lại các thiên hà xa xôi, tan rã và biến mất vào không gian vô tận.
Vậy, sau khi vũ trụ đã đạt đến trạng thái này, điều gì sẽ diễn ra tiếp theo trong hành trình của nó? Khi thời gian trôi qua hàng triệu năm, các sao lùn trắng, những ngôi sao từng sáng chói, dần bước vào giai đoạn cuối của sự tồn tại. Chúng là tàn tích của các ngôi sao lớn, từng sống trong thời kỳ rực rỡ, giờ đây đã cạn kiệt nhiên liệu và chỉ còn lại dưới dạng những khối vật chất lạnh lẽo đang nguội dần. Một trong những đặc điểm nổi bật của sao lùn trắng là mật độ cực kỳ cao. Chúng được nén lại từ các ngôi sao đã cháy hết nhiên liệu, có khối lượng gần bằng mặt trời nhưng kích thước chỉ tương đương một hành tinh như trái đất. Ban đầu, bề mặt của sao lùn trắng có thể đạt tới nhiệt độ cực nóng, lên đến 150.000 độ Kelvin, nhưng bên trong chúng không còn các phản ứng hạt nhân để tạo ra năng lượng. Dần dần, sao lùn trắng mất nhiệt, chuyển từ những ngôi sao rực sáng trở thành các quả cầu lạnh lẽo, mờ nhạt trong không gian vô tận. Quá trình nguội đi của sao lùn trắng là một cuộc hành trình kéo dài. Có thể mất hàng trăm tỷ năm để chúng nguội hoàn toàn, cuối cùng biến thành các sao lùn đen. Đây là dạng tàn dư cuối cùng của các ngôi sao. Sao lùn đen hoàn toàn lạnh lẽo và không phát ra bất kỳ ánh sáng hay nhiệt lượng nào. Chúng chỉ là những khối vật chất im lìm và gần như không thể phát hiện được trong không gian. Sự tồn tại của sao lùn đen đánh dấu giai đoạn cuối cùng của một vũ trụ đã từng rực rỡ với ánh sáng và sự sống. Giờ đây chỉ còn lại những khối vật chất tối tăm. Khi mọi thứ khác trong vũ trụ hoặc bị cuốn vào các lỗ đen hoặc phân rã đến mức biến mất, thì sao lùn đen vẫn còn đó, như những nhân chứng vô hình cho dòng chảy thời gian, cho một vũ trụ từng tràn đầy ánh sáng, giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Từ giai đoạn này, chúng ta có thể thấy rõ quá trình chuyển đổi từ những ngôi sao sáng rực rỡ sang các tàn dư lạnh lẽo, tối tăm. Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong cuộc hành trình dài của vũ trụ? Liệu sẽ có một tia hy vọng nào cho sự tái sinh, hay đây là dấu chấm hết, sự im lặng vĩnh viễn trong vũ trụ rộng lớn này? Khi thời gian trôi qua hàng tỷ năm, vũ trụ không chỉ đơn thuần là một không gian chứa đựng những ngôi sao và thiên hà. Đó còn là một cấu trúc sống động, chịu tác động của các lực lượng bí ẩn, trong đó có năng lượng tối. Giả thuyết về năng lượng tối cho rằng khoảng 68% mật độ năng lượng của vũ trụ là một dạng năng lượng chưa được hiểu rõ, đang thúc đẩy các thiên hà ngày càng rời xa nhau với tốc độ ngày càng tăng. Kết quả là cấu trúc vũ trụ dần dần phân rã, như những chiếc lá bị gió cuốn đi trong không gian vô tận. Quá trình giãn nở này khiến cho các thiên hà ngày càng cô lập, không còn kết nối chặt chẽ với nhau như trước. Hình ảnh một vũ trụ đầy sự giao lưu giữa các thiên hà giờ đây dần biến thành những hòn đảo đơn độc, cách xa nhau bởi những khoảng trống vô biên. Sau hàng tỷ năm, mọi thiên hà sẽ trở thành một thực thể đơn lẻ, mất đi khả năng tương tác với các thiên hà khác. Cùng lúc đó, các lỗ đen, những kẻ nuốt chửng mọi thứ quanh chúng, cũng không thoát khỏi quy luật phân rã. Theo giả thuyết bức xạ Hawking, các lỗ đen không tồn tại mãi mãi, mà sẽ từ từ tiêu hao năng lượng thông qua bức xạ, cho đến khi chúng dần bé lại và cuối cùng biến mất. Quá trình này rất chậm, có thể mất đến hàng trăm tỷ năm hoặc hơn, nhưng một ngày nào đó, ngay cả những lỗ đen khổng lồ nhất cũng sẽ tan biến. Vũ trụ sẽ rơi vào trạng thái trống rỗng tuyệt đối, không còn bất kỳ vật thể nào tồn tại. Không còn ngôi sao, không còn hành tinh, không còn ánh sáng hay nguồn nhiệt để phá vỡ sự tĩnh lặng. Vũ trụ sẽ trở thành một không gian lạnh lẽo, trong trải, không còn dấu vết của sự sống và những chu kỳ rực rỡ trước kia. Giữa sự cô lập của các thiên hà và sự biến mất của những lỗ đen, một câu hỏi lớn đặt ra. Liệu có còn hy vọng nào cho sự sống, cho sự tái sinh trong một vũ trụ ngày càng cô đơn và lạnh lẽo như vậy? Sau khi hàng tỷ năm trôi qua, những ngôi sao từng cháy rực khắp các vùng không gian đã kết thúc vòng đời, để lại những sao lùn trắng đang dần nguội lạnh. Thế nhưng, thời gian không ngừng trôi, kéo dài hàng tỷ, hàng chục tỷ năm nữa. Những sao lùn trắng cuối cùng cũng không thể chống lại sự tàn phá của thời gian, trở thành các sao lùn đen. Những tàn tích lạnh lẽo và vô hồn, không còn ánh sáng hay nhiệt lượng, lặng lẽ trôi nổi như những hòn đảo cô độc trong đêm tối bất tận của vũ trụ. Bên trong các sao lùn đen này, dưới áp lực khủng khiếp của trọng lực, các hạt electron bị ép vào một không gian chật hẹp đến mức không thể tưởng tượng. Tại đây, các electron tồn tại như những người lưu hành bị mắc kẹt, buộc phải chen chúc gần nhau đến cực độ. Lực hấp dẫn vẫn không ngừng đẩy, nhưng bản chất vật chất thoái hóa của các electron tạo nên một lực đẩy mạnh mẽ, ngăn chặn ngôi sao sụp đổ thành một lỗ đen. Dù tưởng như không còn sự sống, bên trong những sao lùn đen tăm tối này vẫn tồn tại một phép màu của cơ học lượng tử, hiện tượng đường hầm lượng tử. Ngay cả trong môi trường khắc nghiệt, nơi nhiệt độ gần bằng không, các hạt nhân vẫn có thể vượt qua các rào cản năng lượng, di chuyển lại gần nhau một cách chậm rãi, nhưng đáng kinh ngạc. Các hạt nhân carbon có thể bất ngờ gặp nhau, liên kết và tạo nên magie, hay các hạt nhân oxy gắn kết để trở thành silicon. Hãy tưởng tượng một khung cảnh yên tĩnh tuyệt đối, trong đó các hạt nhân đã trải qua hàng trăm triệu năm chờ đợi trong bóng tối.
rồi đột ngột, sau khoảng thời gian dài đến mức khó có thể hiểu. Một khoảnh khắc nhỏ nhoi nhưng đầy quyền năng diễn ra khi hai hạt nhân hòa làm một. Một tia sáng nhỏ bé nhưng mãnh liệt lóe lên trong màn đêm lạnh lẽo, một ngọn nến trong đêm trường của vũ trụ, tượng trưng cho một tia sự sống mong manh vẫn kiên cường đến tận cùng. Những phản ứng này diễn ra cực kỳ hiếm hoi, tưởng chừng như chẳng đáng kể. Nhưng với thời gian, mỗi một phản ứng nhỏ ấy lại là một sự khẳng định lặng lẽ nhưng mạnh mẽ rằng sự sống dù chỉ là trong dạng vật chất lạnh lùng nhất vẫn có thể tìm cách sinh tồn. Đây không còn đơn giản là những hợp chất hóa học, chúng là những câu chuyện cuối cùng của sự sống trong vũ trụ, là những ký ức cuối cùng mà các ngôi sao để lại sau khi đã cạn kiệt toàn bộ năng lượng của mình. Theo giả thuyết của các nhà khoa học, khi vũ trụ ngày càng lạnh lẽo và cạn kiệt năng lượng, những phản ứng này sẽ càng trở nên hiếm hoi. Những ngôi sao lùn đen sẽ chỉ còn là những chấm sáng nhỏ bé, yếu ớt, nhưng lại mang theo ý nghĩa sâu sắc rằng trong khoảng trống vô tận vẫn tồn tại những mảnh vụn của cuộc sống, dù chỉ là trong khoảnh khắc thoáng qua. Những sao lùn đen không phải chỉ là tàn tích của các ngôi sao, mà là nơi vũ trụ lưu giữ những dấu vết cuối cùng của mình. Mọi sự hợp nhất diễn ra bên trong sao lùn đen là một lời nhắc nhở về sự vĩnh cửu, rằng ngay cả khi toàn bộ vũ trụ tiến đến cái chết nhiệt, vẫn có những ánh lửa nho nhoi và kiên cường đang chờ tỏa sáng. Những hợp nhất nguyên tố ấy không chỉ là hiện tượng vật lý, mà là biểu tượng cho sự bất tử của vũ trụ, cho dù tất cả những gì chúng ta từng biết sẽ bị cuốn đi trong bóng tối vô tận. Hành trình tìm hiểu cái kết của vũ trụ không chỉ là câu chuyện về sự kết thúc, mà còn là một câu chuyện về những giả thuyết kỳ diệu và các viễn cảnh cuối cùng. Trong số những giả thuyết đáng chú ý về cái kết của vũ trụ, có 3 kịch bản chính. Thứ nhất là cái chết nhiệt, heat death, nơi năng lượng trong vũ trụ đã phân bố đồng đều đến mức không còn sự chuyển động hay thay đổi nào có thể diễn ra. Khi ấy, mọi nguồn năng lượng tự do đã cạn kiệt, vũ trụ chìm vào một trạng thái lạnh lẽo và đơn điệu, nơi những sao lùn trắng, sao lùn đen và các tàn tích của ngôi sao không còn sức sống, chỉ tồn tại như những ký ức về một thời đại đã qua. Một viễn cảnh khác là đóng băng lớn, Big Freeze, nơi vũ trụ không ngừng giãn nở đến vô tận. Các thiên hà, sao và hành tinh ngày càng xa nhau đến mức các ngôi sao không còn đủ vật chất để hình thành, và mỗi thiên hà trở thành những hòn đảo đơn độc trong biển cả của không gian. Cuối cùng, mỗi ngôi sao sẽ lùi tàn và toàn bộ vũ trụ sẽ chìm vào một giấc ngủ lạnh lẽo, nơi không còn bất kỳ sự tương tác nào. Kịch bản cuối cùng là xe rách lớn, Big Rip, một viễn cảnh có phần bi thảm hơn. Khi năng lượng tới, lực bí ẩn đang đẩy các thiên hà ra xa nhau, tiếp tục tăng cường sức mạnh. Theo đó, mọi vật thể trong vũ trụ, từ thiên hà đến hành tinh, thậm chí là các nguyên tử, sẽ bị xé rách thành những mảnh nhỏ. Trong viễn cảnh này, không có gì có thể tránh khỏi sự chia ly hoàn toàn. Ngay cả các sao lùn đen cũng sẽ bị xé tan thành hư vô, và vũ trụ kết thúc trong một khoảng khắc đột ngột và tĩnh lặng. Dù kịch bản nào trở thành hiện thực, một điều có thể chắc chắn là các hiện tượng vật lý cuối cùng sẽ diễn ra trong bóng tối của những sao lùn đen lạnh lẽo. Chính những phản ứng hợp nhất hiếm hoi và ngẫu nhiên giữa các nguyên tố sẽ là tiếng vọng cuối cùng trong một vũ trụ đã gần như ngừng thở. Những phản ứng này, dù vô cùng hiếm và diễn ra chậm chạp, vẫn là những biểu tượng cuối cùng của sự sống trong một thế giới lạnh lẽo, nơi mà mọi thứ dần lùi vào bóng tối vô tận. Vậy, theo bạn, liệu cái kết nào sẽ đến với vũ trụ của chúng ta? Liệu sẽ là sự lạnh lẽo bất tận của cái chết nhiệt, sự cô độc của đóng băng lớn, hay sự tan rã cuối cùng trong xe rách lớn? Hay có thể còn một kết cục nào khác mà chúng ta chưa khám phá ra? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn và cùng nhau tưởng tượng về số phận của vũ trụ bên dưới bình luận của video. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.